hỏa tiễn hypersonic là gì và vì sao các cường quốc trên thế giới đang gia tăng phát triển loại vũ khí này. Lực lượng không quân Hoa Kỳ hôm thứ Hai 16 tháng 5 2022 đã ra tuyên bố cho biết đã thử nghiệm thành công hỏa tiễn hypersonic, The Hill đưa tin. Thông báo nêu rõ vào ngày thứ Bảy 14 tháng 5 2022, Tại căn cứ không quân Edwards, máy bay thả bom chiến lược B-52H Stratofortress của không quân Hoa Kỳ ngoài khơi bờ biển phía nam California đã phóng thành công hỏa tiễn hypersonic AGM-183A loại ARRW, vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không, đánh dấu một bước phát triển mới nhất của Hoa Kỳ. Tin tức về vụ thử hỏa tiễn hypersonic của Hoa Kỳ sau nhiều tuần được các nhà lập pháp Washington theo dõi kỹ lưỡng. Những người đã lên tiếng báo động trong bối cảnh Nga tiếp tục sử dụng các loại đạn phóng nhanh trong cuộc xâm lược Ukraine. Và Nga lần đầu tiên sử dụng hỏa tiễn hypersonic Kinzo là loại vũ khí mạnh nhất mà Nga đang có vào tham chiến ở Ukraine. Vậy chúng ta tìm hiểu xem hỏa tiễn hypersonic là gì. Hỏa tiễn hypersonic giống như các hỏa tiễn đạn đạo truyền thống có thể đem theo đầu đạn hạt nhân. Là loại hỏa tiễn có khả năng bay với vận tốc nhanh gấp nhiều lần vận tốc âm thanh, có thể xuyên thủng mọi lá chắn hỏa tiễn trên thế giới. Tuy nhiên, hỏa tiễn đạn đạo bay cao vào không gian theo hình vòng cung để đến mục tiêu, trong khi hỏa tiễn hypersonic không cần phải lập trình trước mục tiêu đến và không đi theo quỹ đạo hình cung mà bay trên quỹ đạo thấp trong khí quyển nên có khả năng tiếp cận mục tiêu nhanh hơn. Hypersonic nghĩa đen là tốc độ quá nhanh, dùng để chỉ hỏa tiễn có thể bay khoảng cách xa bầu khí quyển là hỏa tiễn di chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh và thường có khả năng di chuyển từ 1 đến 5 dặm một giây, nhanh gấp 5 đến 25 lần tốc độ âm thanh. Do tốc độ quá nhanh của chúng, nên hỏa tiễn này cực kỳ khó kiểm soát, theo dõi và nhắm mục tiêu hỏa tiễn hypersonic có thể được sử dụng để mang đầu đạn thông thường theo cách nhanh hơn và chính xác hơn các hỏa tiễn khác. Nhưng khả năng nó được cấp đầu đạn hạt nhân sẽ làm tăng thêm mối đe dọa đối với một số quốc gia, khiến nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân leo thang. Các quốc gia được cho là đang phát triển hỏa tiễn hypersonic gồm có Hoa Kỳ, Triều Tiên, Nga và Trung Cộng hỏa tiễn hypersonic được chứng minh là nguy hiểm hơn so với vũ khí subsonic hay supersonic vì hiện nay không có hệ thống phòng thủ hỏa tiễn nào có khả năng đánh chặn chúng. Những phát triển hiện tại của hỏa tiễn hypersonic được cho là có khả năng di chuyển với tốc độ Mach 10 vào khoảng cách lên tới 1.200 dặm. Trong khi động học, tốc độ của các vật thể thường được tính theo tốc độ âm thanh và các tiền tố khác nhau như sub, super Hyper được sử dụng cho các phạm vi tốc độ cụ thể. Tốc độ âm thanh thay đổi tùy thuộc vào môi trường mà nó truyền đi và nhiệt độ của môi trường đó. Nhiệt độ phụ thuộc vào độ cao cho mục đích tiêu chuẩn hóa. Nếu chúng ta giả định độ cao ở mực nước biển, không khí khô và nhiệt độ 20 độ C, khoảng 68 độ F, tốc độ âm thanh phát ra là khoảng 761 dặm một giờ. Tốc độ này được gọi là tốc độ Mark 1. Số Mark là tỷ số giữa tốc độ với tốc độ âm thanh. Vì vậy, tốc độ 1522 dặm một giờ được gọi là tốc độ Mark 2. Hệ thống bay được xác định dựa theo số Mark subsonic có nghĩa là tốc độ Mark 1. Tốc độ từ Mark 1 đến Mark 3 là supersonic và tốc độ trên Mark 5 được gọi là hypersonic ở tốc độ hypersonic các phần tử không khí chung quanh phương tiện bay bắt đầu thay đổi tách rời hoặc là tích điện trong một quá trình gọi là ion hóa điều này khiến cho hỏa tiễn hypersonic phải chịu lực căng khủng khiếp khi nó đẩy xuyên qua bầu khí quyển vậy thì điều gì khiến cho hỏa tiễn hypersonic nhanh như vậy chủ yếu có hai loại hỏa tiễn hypersonic hỏa tiễn hypersonic hành trình được cung cấp năng lượng từ động cơ trong suốt chuyến bay của nó. Chúng đơn giản là phiên bản nhanh hơn của các hỏa tiễn hành trình hiện có, ví dụ như hỏa tiễn Tomahawk của Mỹ và hỏa tiễn Hypersonic Boot Glide, được hỏa tiễn đẩy lên tốc độ Hypersonic và sau đó lướt qua bầu khí quyển để đến mục tiêu, sử dụng lực nâng từ luồng không khí để điều động. Chúng được phóng lên bầu khí quyển phía trên như bình thường bởi các hỏa tiễn đạn đạo hiện có nhưng sau đó, các hypersonic glide vehicle được tách ra, bay thấp hơn, hướng tới mục tiêu nhanh và khó đoán hơn nhiều so với các phương tiện tái nhập cũ. Hỏa tiễn hành trình hypersonic sẽ được trang bị động cơ phản lực scramjet đặc biệt. Scramjets hoạt động bằng cách đốt cháy nhiên liệu trong một luồng không khí supersonic được nén bởi tốc độ chuyển động của máy bay và không giống như động cơ scramjets thông thường Scramjets không có bộ phận chuyển động. Hiện tại các quốc gia thử nghiệm động cơ scramjets bao gồm Nga với 3M22 Jerkon, Mỹ với HAWC, XSTDV của Ấn Độ và Trung cộng. Hypersonic gliders được đặt trên đỉnh hỏa tiễn đạn đạo hoặc hệ thống hỏa tiễn ngắn hạn và được tăng tốc độ tới Mach 20. Sau đó Chúng tách ra và di chuyển với tốc độ hypersonic, chủ yếu xuyên qua bầu khí quyển bằng cách sử dụng lực nâng do luồng không khí tạo ra để ở trên cao. Mặc dù một số loại vũ khí hypersonic có thể mang đầu đạn hạt nhân, nhưng cũng có những loại vũ khí có thể sử dụng tốc độ và độ chính xác cao để tiêu diệt các mục tiêu chỉ bằng động năng mà chúng tác động. Với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh, 1 kg của bất kỳ thứ gì cũng có thể tạo ra lực tác động lớn hơn nhiều so với việc làm nổ 1 kg thuốc nổ TNT. Một điểm đặc biệt nữa là đường đi của hỏa tiễn hypersonic, đặc biệt là hỏa tiễn HGV sẽ tạo ra đường đi ở độ cao thấp, kết hợp với độ cong của bề mặt trái đất giúp cho chúng khó bị radar phát hiện. Loại hỏa tiễn hypersonic này phổ biến hơn các hỏa tiễn Hypersonic Boot Gliders DFGF của Trung Cộng và Avangard của Nga đã được đưa vào sử dụng, trong khi quân đội Hoa Kỳ cũng đang nghiên cứu Hypersonic Glide Body thông thường. Riêng về AGM, 183A, hỏa tiễn hypersonic mà không quân Hoa Kỳ thử nghiệm hôm thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022. Loại vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không của Hoa Kỳ. Được viết tắt là ARRW là loại hỏa tiễn hypersonic tầm xa do Lockheed Martin thiết kế cho Không quân Hoa Kỳ. Hỏa tiễn này sẽ cải thiện khả năng tấn công hypersonic của Không quân Hoa Kỳ, sẽ cung cấp phản ứng nhanh chóng bằng cách tấn công các mục tiêu có giá trị cao, phụ thuộc vào thời gian ở các địa điểm thách thức, bao gồm các căn cứ quân sự và tàu chiến của đối phương. Khả năng hoạt động sớm hay còn được gọi là IOC của hỏa tiễn dự định đạt được vào tháng 9 năm 2022. Không quân Hoa Kỳ đã tiến hành chuyến bay thử nghiệm mang hỏa tiễn ARRW đầu tiên vào tháng 6 năm 2019, trong khi chuyến bay thử nghiệm lần thứ hai của hỏa tiễn này được hoàn thành vào tháng 8 năm 2020. Jeffrey Lewis, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, tuyên bố rằng nghiên cứu về kỷ nghệ mới nổi này là quan trọng nhưng có thể bị thúc đẩy bởi những lo ngại chính trị từ các nhà lập pháp lo lắng về cạnh tranh. Thử nghiệm mới của Hoa Kỳ là một động cơ Air Breeding Scramjack khó và phức tạp hơn. Hỏa tiễn HAWC cũng không có đầu đạn, thay vào đó dựa vào động năng của nó để diệt mục tiêu. Mỹ đã thận trọng không thực hiện các bước hoặc là đưa ra các tuyên bố có thể làm leo thang căng thẳng với Moscow một cách không cần thiết. Buổi ra mắt hôm thứ Bảy 14 tháng 5 2022 ở California làm nên lịch sử với tư cách là Hoa Kỳ vũ khí hypersonic phóng từ trên không đầu tiên. Hỏa tiễn hypersonic, một số trong số đó có khả năng mang hạt nhân và có thể được bắn từ khoảng cách rất xa với tốc độ âm thanh. Có tác dụng gần giống như mục tiêu trên mặt đất, như bom thông thường, khiến việc sử dụng vũ khí cực kỳ đắt tiền trở nên đáng ngạc nhiên. Nhưng điều đó không ngăn cản Mỹ ưu tiên nghiên cứu phát triển loại vũ khí mới. Trong năm 2022, các nhà lập pháp đã phê duyệt 509 triệu Mỹ kim cho Hypersonics. Con số đó đã tăng lên 577 triệu Mỹ kim trong đề xuất ngân sách năm 2023. Theo thông cáo báo chí của cơ quan dự án nghiên cứu tân tiến quốc phòng, vụ thử nghiệm được đáp ứng được tất cả các mục tiêu chính gồm tích hợp và phóng hỏa tiễn tách hỏa tiễn an toàn khỏi máy bay phóng tăng tốc độ và thực hiện hành trình bay mỹ đã đặt trọng tâm vào vũ khí hypersonic sau các cuộc thử nghiệm thành công của nga và trung cộng trong những tháng gần đây làm trầm trọng thêm mối lo ngại ở washington rằng hoa kỳ đang thuộc hậu về một kỹ nghệ quân sự được coi là tối quan trọng cho chiến tranh tương lai